thì mình sắc hoài vậy nè, mình sắc cho bán với mẹ mà. Rồi mẹ ngồi sắc bên, mình sắc bên vậy đó. Ôi, ôi, ta nói hư bột hư đường là có thiệt á. Đó, được không con? Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. À. Hiện nay vào 6:30 sáng, Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang để tìm về cô Ánh, người mà có gần 30 năm làm nghề bán bánh canh. Đối với việc mà người bán bánh canh mưu sinh là cái công việc rất đổi bình thường, nhưng đối với cô Ánh, từ cái nghề bán bánh canh lòng yêu nghề như thế mà cô đã có một cái biệt tài gọi là thánh đũa bếp sắt bánh canh, và sự thật như thế nào mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ để chiêm nghiệm và cũng như là chiêm ngưỡng về cái tài sắt bánh canh của cô nha. Con chào cô. Dạ. Ôi, nghe thật kìa ha. Cô Ánh cho con đeo cái này vô nha, cho nói chuyện cho gọn cái. Dạ rồi. Cô Ánh là năm nay là 48 rồi cô Ánh. 48. Dạ. Cô Ánh hiện nay là trên bảo mạng rất là nhiều á. Cô Ánh có biết không? À, cũng điện chị hoài. Dạ. Rồi cô Ánh thấy vậy cô Ánh vui không? Cũng vui vui. Dạ. Mấy mươi năm rồi nhưng mà đây là lần đầu tiên người ta lại mình công nhận cái nghề của mình ha. Cô Ánh là bao nhiêu năm làm nghề bán bánh canh rồi, nói cho cô bác anh chị biết với cô. Bán từ nhỏ nhưng mà cái nghề mình bằng riêng với mẹ mình thì 29 năm. 29 năm làm nghề. Cô sắc bánh canh phải nói là thánh sắc luôn á. Nè cô bác anh chị thấy nè. Ồ, ghê không? Thánh đủ bếp hả cô Ánh? Thánh đủ bếp. Cô Ánh là bán từ mấy giờ đến mấy giờ? 9 giờ rưỡi. 9 giờ rưỡi. Ờ, bán ngày nào tới hết thì chị về. Dạ. Nhiều khi hết sớm nữa. Nhiều khi hết 3 giờ 3 mấy là hết rồi. Mỗi một ngày là cô bán bao nhiêu ký bột? 7 ký. Giờ bán ế bán ít ít vậy đó cưng ơi. Cô bán 9 giờ rưỡi sáng đến 3 giờ chiều. Ừ. Cô bán ở đâu? Bán ở bệnh viện Cánh Hồng Quang mình nè. À. Dạ, bệnh viện Cánh Hồng Quang. Rồi mình bán cái mình, nếu mà chiều chiều cái mình đẩy đi vòng vòng cái chợ. Dạ. Từ ngày mà nổi tiếng bảo mạng giờ cô Ánh bán đắt hơn không? Cũng được hơn mỗi lần. Hơn mỗi lần. Ừ, mà không gài dịch thì bán chậm lại. 3 cục bột là bao nhiêu cục bột cô Ánh? 7 kg là bao nhiêu cục bột? Thì tỷ cái nồi mình á, tỷ mình bán ít á thì nó lưng lại nồi lại. Dạ. Thì cũng sắc làm 3 cục vậy đó. 3 cục đó là cô sắc bao nhiêu phút? Nhiều quá thì cỡ 20 phút một cục. Ít gì thì cỡ 15 phút. Một cục là 2 kg. À. Mà con thấy người ta sắc bánh canh có người ta quấn vô cái chai á cô Ánh. Ừ. Rồi sao cô không làm vậy? Không biết làm. Không biết làm đó. Nhưng mà cô làm cái này là nhanh hơn cái chai phải không? À, chị làm cái này nhanh hơn. Gấp 10 lần luôn á. Đó, cô bán cái quý chị thấy cái tay của Ánh nhồi bột không? Và ở dưới kia là cái gì đây? Ở dưới kia đó là miếng gạch. Miếng gạch. Ừ. À, mỗi cục bột cô làm ra giống như một cái bàn tay á. Nhỏ nhạy thật hơi ghê không? Cô Ánh, nhà cô Ánh có bao nhiêu người? À, bốn người. Bốn người. À, hai chồng chị với lại hai đứa con. Dạ. Với có con cháu ngoại nữa. Dạ. À, hai đứa con lớn hả cô? Lớn rồi, nhỏ gái lớn, chị 29 tuổi rồi. Vậy là làm nghề bán bánh canh mà nuôi cả gia đình luôn á. Trời, dễ gì. Mỗi một ngày từ thu nhập bánh canh đỡ không cô? Mỗi lần thì cũng lời được trăm mấy, 200. Rồi giờ cũng lời được ngày 200 mấy. À, giật giá leo thang ha. Ừ. Mà tại vì mình khéo ăn thì nó đỡ hơn vậy thôi. À, dạ. Cưng bán ngày cưng lại 200 đi cưng ăn chừng 150 thôi. Dạ. Đâu 100 ngàn đi dành. Cái gì là 50 ngàn đi dành. Khéo ăn thì nó vẫn có dư ha. À. Khéo co thì ấm mà cô ạ. Khéo ăn thì no. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Đúng rồi. Nghề bán bánh canh của cô là mấy đời rồi? 3 đời cưng. Gia truyền luôn. Ừ, bà nội. Bà nội mà cái cưới mẹ về thì cái mẹ rồi tới chị. Mà riêng cái nghề của cô á là hai nghiêng riêng cô là 29 năm. Ừ. Còn bà nội với chị nó gần cả 300 năm luôn quá. Phải không cô? Ừ. Ồ, ở Long Xuyên mình có những người phải nói là nghề gia truyền không ha. Vậy đó. Ừ, cô à. Mà tại sao con thấy tại sao là cô làm cái bếp củi à? Cô nấu bằng bếp củi mà cô không nấu bằng cái bếp bếp ga hả? Dạ. Không, chị hồi nào bị nấu quen cái bếp này.
ăn tưởng đâu là bếp củi thì mình sẽ ngon hơn chứ. Đâu có, cũng vậy thôi, nhưng mà cái mình quen bếp này mình không thấy. Là cô Ánh ơi, hồi mà lúc mà bà nội cô á bán bánh canh á thì sắt bằng đổ bếp gì luôn hay sao? Cũng y gan vậy. Dạ. Là mới truyền lại cho cô. À. Thường là bán bánh canh ở miền Tây á, người ta sắt bằng cái vô cái chai sành đó cô. À. À. Ở đây có một cái cây còng nè, rất là mát luôn, và cái bếp này phải nói là vô cùng lý tưởng luôn á. Chị mà cũng lên mạng coi này kia mà đâu ai sắt gì đâu à. À. Thấy sắt bằng cái chai rồi sắt bằng lá chuối sắt lắm chứ. Dạ. Có nhanh không? Cô bác anh chị thấy bỡ ngỡ với cái tài của cô Ánh không? Cô Ánh lên mạng nhiều, cô Ánh có ngại không? À, thì à, cũng vui chứ không ngại. Cũng vui chứ không ngại. Đi đâu cũng đấy. Trời ơi, ngày hôm qua tôi thấy nghe chị trên mạng nè. Tôi thấy bả trên mạng mà sắc quá trời luôn, mà sắc vậy đó hả? Ai cũng hỏi chứ. Tại hồi nào giờ người ta biết mình bán thôi chứ người ta đâu biết mình sắc. Dạ. Cô Ánh là dự định mình bán là khi nào mình già thôi hay sao? Đúng rồi. Cô yêu nghề làm này mệt nó lắm không cô? Cũng mệt, mệt lắm. Nhưng mà có một cái là bữa nào không mặn nó mệt lắm, chịu không nổi. Phải mệt. Đi vô nước biển. Không mặn là mệt hả? Ừ. Có nghĩa là nghề bán bánh canh của cô không làm là cô mệt? Đúng rồi. Phải làm mới được. Phải làm mới được. Ồ, vậy là có duyên với nghề này rồi hay cô ha? Ừ. Vì nó cưng chị bán cái gì cũng là phải đảo lại ngày này. Làm gì cũng không được nữa hả? Bán cái gì cũng đảo được ngày này hay làm như là nó ngứa nghề hay sao không biết. Chị bán đủ thứ hết trơn á. Dạ. Chị bán bún cua, bún cá. Chị nấu với bún cua, bún cá ăn cũng được lắm nha. Dạ. Mà có một cái là cũng đảo được ngày này hay làm như nhớ vậy đó. Vậy là chắc bà nội cô độ phải bắt yêu cầu cô làm nghề này. Chắc vậy gì. Rồi hết cục bột luôn rồi. Một tí xíu nó còn miếng đưa con sắc thử nha. À, thật ra thì cái cọng bánh canh đó cô bác quý anh chị, cô Ánh là sắc đâu, cô dở lên cái cô nhắn rồi, cô dở lên nhắn nhẹ thôi đó. Ờ rồi cô vuốt rồi, ờ cái nữa, ờ là lúc đầu là cô làm hư mấy cục bột thì cô mới làm được vậy. À, thì mình sắc hoài vậy nè, thì mình sắc cho bán với mẹ mà, rồi mẹ ngồi sắc bên mình sắc bên vậy đó. Dạ. Sắc rồi gớt ở ngoài thôi. Mà rớt ở ngoài nhiều hơn rớt nội. Nhưng mà có cái mẹ cô thì không, chưa được mọi người phát hiện ra cái tài năng. Đúng rồi. Mà đến đợt cô là ba đời thì mọi người lại biết được đến cái tài năng sắt bánh canh của cô. Ừ. Phải không cô? Đúng rồi. Dạ. Có nghĩa là nghề mình đã được mọi người công nhận là một biệt tài luôn á. Nghề thật ghê á cô Ánh. Dạ, nghe đi đâu cũng chàng ơi, thấy bà sắt bánh canh trên mạng. Rồi nhiều khi người ta thấy mình sắt người ta kiếm mình ta mua. Mai mốt người ta đem ra nước ngoài nhờ cô sắt bán bánh canh ở cho Việt Kiều là cô chịu không? Có tiền nhiều thì chịu à. Hết dịch cái người ta nói mời cô ra nước ngoài sắt bánh canh bán cho mọi người. Chịu luôn ha? Cũng chịu nữa. Có tiền nuôi con là chịu à. Có tiền nuôi con là chịu à. Nhưng mà con cô lớn thì đâu cần nuôi đâu. Nói vậy chứ lớn thì lớn nhưng mà có cái mình cũng phải lo. Yeah. Lo học nghề, lo nghề ngẫm cho con rồi. Ồ, cái tay bên kia là cô chịu nữa kìa. Ừ, thì chịu cô đè tiếp. Đó. Đúng rồi. Một tay này là cô nhận, tay bên kia là cô chịu. Và cái việc mà cái di chuyển từ cái này sang này đâu phải là cái chuyện đơn giản đâu. Ừ. Ở gần xong rồi. Gần xong rồi cô Ánh ơi. Còn tí xíu cô sắc thử ấy. À, sắc nguyên cục gì được không? Dạ. Để sắc nguyên cục gì được không? À, để con sắc coi. À, ở bên này cô Ánh cầm giùm con. À, chắc có lẽ là bây giờ cô Ánh sẽ là một YouTuber. Còn Bùi Hồ thì làm người bán bánh canh. Và cái tay bên đây thì cô Ánh cầm như thế này. Cô Ánh quay con với. Cầm cái cây này, cầm cái tay dạ, này. Dạ cầm cái đầu này. À. Cái đầu này là cô bác mình cô giọt vô nè. Đó, và khi mà cô nhận á thì cô sẽ nhận cái ngón cái này xuống đây, đúng không? Con thấy nè. Đó, cái cục như thế này. Và cái và cô vuốt bự bự quá hả cô? Nó gấp ba cộng rồi, gấp ba cộng rồi. Đó. Ôi ta nói hư bột hư đường là có thiệt á. Đó, được không cô? Không. Đó. Đó. Nè, được chưa? Không. Không luôn hả? Không, con để ở đây đi ha. Nó nhỏ nữa. Đây.
thiệt sắc lại gọi là ấy lại đi, nhưng mà không đều cô Ánh, nhưng không đều cô Ánh quay thấy con không, thấy con không, là không thấy nè, để vô rồi thấy rồi đó. Rồi đó, có nghĩa là cô Ánh nhận xuống gì, nhận gì là không đều của bác của anh chị. Thật ra thì mình đến đây mình quậy cô Ánh là chính đó. Nói thật với cô bác của anh chị ha, để mà làm được cái nghề sắt bánh canh như cô Ánh là mình phải học 20 năm, ít nhất là 20 năm thì mình mới vuốt được nhẹ cái như thế này đó. 20 năm nha, mình vuốt được nhẹ như cái này và mình để như thế này, còn mà để li cô Ánh đưa nha đó, thì là phải 50 năm đó, dành cả đời người để sắt bánh canh. Và cô Ánh là một trong những người như vậy. Cô Ánh thôi bây giờ chắc có lẽ là không làm cô Ánh chậm trễ cái công việc bán bánh canh của mình nữa, tại vì 9 giờ cô Ánh đã bán rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình trò chuyện với cô Ánh, cô bác quý anh chị. Ai thiết kế cho cô Ánh cái bàn hay ghê á. Nè kêu ông xã cho làm. Mà cái ghế chứ, cái ghế này là có từ đó giờ luôn hả cô Ánh? À, làm cái bàn kia kìa. Mà vừa nấu vừa canh củi luôn á. Mà cô cắt cái nhà của cô, nhà tường bên đây nè, và cô để một cái khung không gian bếp á cô bác của anh chị, củi. À, cô vừa nấu vừa canh củi luôn nè. Ở nhà này chị mướn đó. Mướn hả cô? Ừ. Chứ cô nhà chính mình ở đâu? Ở ngoài kia là mình chỉ bán. Dạ. Là sao mình mướn? Hả? Tại mình mướn mình ở luôn. Ừ. Nhà cô ngoài kia ha. Mà chỉ bán luôn rồi. Bán luôn hả? Giờ còn tính đang kiếm nhà mua mà mắc quá. Dạ. Mỗi một cái thớ như thế là rất là nhỏ luôn á. Nó thấy không? Nè, nó. Đó. Cô nhận rất là nhanh tay và rất là đều luôn á. Nếu như mà có ai con cái của cô có theo nghề cô không? Không. Không. Dễ vậy nghề này mà nó phái đâu. Cực muốn chết rồi, nó kêu chị nghỉ nữa. Kêu nghỉ luôn? Ừ. À, lúc mà con cái của cô kêu cô nghỉ thì cô nói sao? Không có nghỉ. Cực hả? Ừ, nó nói cực quá, cực nghỉ nữa thôi. Không nghỉ đâu. Nghỉ làm gì? Nghỉ buồn lắm. Mà cô làm cái nghề này chân chính lại một cái nghề rất là ấy luôn, rất là truyền thống của Việt Nam luôn á, của miền Nam Việt Nam. Cô bánh canh này cô có mấy loại, mấy loại bánh? Hai. Bánh canh mặn với bánh canh ngọt. Dạ. Mặn với ngọt ha. Ừ. Nhiều khi người ta mua về người ta nấu với xương với này với kia đó. Dạ. Người ta cũng mua bánh canh chị. Dạ. Bánh canh chị nó mới gấp đôi mà chợ lần đó. Ở ngoài chợ nó bán chỉ có 10.000 cái lô thôi mà chị bán tới 25.000 cái. Là bánh canh không luôn á hả? Ừ, bánh canh này vớt chín rồi đó. Vớt chín rồi chị bán. Ờ, là lý do sao chị bán cao hơn ta? Tại vì mình ăn cực quá. Ngon hơn nữa phải không? Ờ, cái bột nó mềm hơn. Bột của cô là bột tự xay luôn hả? Ừ, tự xay. À, sau khi sắc những cái miếng nhỏ bên đây nè, cô bác anh chị thấy không? Những miếng nhỏ nhỏ tí luôn á. Thì cô để vô nước như thế này. Và cô đó. Thấy không? Số 1 rồi cô ơi. Cô là kỳ tài luôn á chứ không phải bình thường đâu. Kỳ tài. Ừ. Cả đời dành thanh xuân của mình để sắt bánh canh. Lúc đó là cô sắt cô còn gái. Có chồng à? Có chồng chưa? 19 chồng. Tuổi là cô có chồng hả? Ồ. Đó, có nhỏ con gái đó. Ồ, 19 tuổi có chồng sớm luôn. Ừ. Có chồng xong mới bán bánh canh. À. Ở đó ở với mẹ thì cũng đi bán với mẹ. Ở đó với mẹ là mẹ mặn cho bán đó. Dạ. Thì cũng ngựa gánh vậy đó, hồi đó gánh đâu mà. Mấy cái đường này đá lên trơn mà đâu có đẩy xe được. Ở chồng cô làm nghề gì cô Ánh? Chạy xe mở đậu ngoài bệnh viện mình. Dạ. Thu nhập từ cô với lại ông xã đủ sống không? Nói chung là nếu mà mình hạ tiện thì nó đủ. À, nếu như người ta có trang bị cho cô một cái thiết bị hiện đại hơn thì cô có nhận không? Là sao? Có nghĩa là làm cái máy xay gì đó hay là cái máy ga bánh canh mà ga sợi đưa cục bột vô là ga đó. Không chịu luôn. Chị không chịu, sắt à. Con cô biết cái máy đó không? Chị thấy. Cái máy mà mình đưa cục bột vô là ga cái sợi bánh canh đó. Ừ, chị thấy rồi. Thấy rồi không? Rồi bây giờ người ta cho cô cái máy đó cô chịu không? Không. Ủa sao vậy? Sắt à. Chịu sắt à. À. Ôi ôi.
yêu cái nghề sắt rồi. Yêu thì chị để chị nói với cưng á, mặn mà bây giờ mua cái máy nhồi bột mà chị rồi chồng chị kêu mua hoài chị cũng không mua anh. Không mua luôn. À, ổng định qua dịch này lên thành phố mua cái máy nhồi bột cho chị. Nhưng mà cô sợ tốn tiền hay là sao? Là mình sợ đi nhậu không có ngon á. Rồi không ngon hả? Sợ làm không ngon rồi cái tốn tiền. Tại cái máy đó là cái máy nhồi bột của chị là nếu mà máy nó nặng thì tới mười mấy triệu luôn. Mà sợ tốn tiền ha. Ừ. Từ nhồi bột cho đến làm bánh canh là bao nhiêu công đoạn của anh? À, bao nhiêu thời gian á? Mình xay. Xay rồi bắt đầu mình bóp nhuyễn ra. Bóp nhuyễn ra rồi mình mới xay rồi dằn lại. Đây là cái xe của mình đấy hả? À. Ồ. Xay rồi dằn lại mới bóp nhuyễn ra, bóp nhuyễn ra rồi mới mà nhồi. Dạ. Tức là nhồi thành phẩm vậy đó. Dạ. Rồi bây giờ là mình làm cái công đoạn vớt bánh canh ra ha. Nhiều quá chị vớt bánh canh. Cái này là nở rồi sao? Rồi nè. Hồi mình nấu nước súp mình đổ vô là rồi. Nước súp mình nấu riêng. À, hồi nấu. Mỗi một ngày như thế là từ 7kg bột như thế là cô bán được bao nhiêu vậy ta? Bao nhiêu tô phải không? Dạ. Thì không chừng vậy đó. Cũng mấy chục tô. Mấy chục tô luôn ha. Ừ. Ở đây con sắp tiếp rồi. Cũng nhẹ. 48 tuổi mà nhìn cô đẹp gái ghê á. Chắc tại là quen với cái nghề bếp lửa này thành nữ là lao động á. Ừ. Ra mồ hôi nên cô sẽ rất là đẹp gái luôn. Mất cười bà hãm. Có cháu ngoại rồi đó. Cháu ngoại. Bà hãm cái chị đó mới đi nuôi bệnh. Bà nuôi bệnh chứ mình tưởng đâu. Mình tưởng là bà cũng già biết không. Bà mới cái đầu tóc xi nhông á. Dạ. Cái mà cái hỏi gì năm nay gì nhiêu tuổi rồi gì các bạn ơi. Hồi lúc cái năm đó là chị quy được 46 tuổi rồi. Dạ. Bà nói nè, năm nay gì 38 tuổi rồi đó con. Rồi có cái bà hỏi năm nay con nhiêu tuổi rồi, nó dạ con 46 tuổi rồi gì. Ồ. Bà ngồi bất cười quá trời như ở quê á. Dạ. Chứ ở mấy cái chỗ mà kinh cùng này kia giờ cẳng lắm phèn rồi. Cái ở quê thì nó sẽ con người thì nó sẽ cảm thấy nó khó khăn hơn đó, nó sẽ người ta nghèo quá cưng. Dạ. Rồi ở dưới trong kinh rồi kia ta đâu có ấy. Dạ. Chứ mà ở quê vợ dọn dữ lắm. Dạ. Cô ánh đẹp gì lần gái cô đẹp dữ rồi. Hai gái chị đẹp. Dạ. Rồi hai người con gái của cô là không chịu luôn. Không chịu, mai mốt thế nào gả cũng chịu à. Dễ gì, nó không chịu ngày này đâu. Ờ, à, gả một người, người em rồi, còn một người em nữa. Gả nhỏ chị, nhỏ lớn. Nhỏ chị. Dạ. Đó con đó, nhỏ nãy là con đó. Dạ. 9 tuổi rồi đó. Bây giờ thì hiện nay thì hai cục bột mà cô sắc không tới 30 phút với cô bác của anh chị. À, bây giờ là 7 giờ rồi. Và đến thời điểm là 9 giờ cô sẽ đi làm. Cô Ánh ơi, cô cho con coi cái cối xay bột của cô được không? À, cối xay bột đó cơ. À, xay máy ha. Xay máy. À, con tưởng đâu là cái cối xay xay quay tay á. Không. Ngày xưa thì nội của cô chắc làm máy quay tay. Trời, tay không. Đầu máy có. Rồi bây giờ nước này là mình bỏ ha cô? Ừ, nước này là chỉ trụng bột thôi. À. À, mục đích là trụng bột thôi. Con cứ nghĩ là cô làm cái bếp ga á. Thì nó sẽ tiện lợi hơn. Nhưng mà cô tiết kiệm hay là sao? Không, mà mình không làm không quen, không dám. Không dám rồi. Tại mình nấu lâu quá cơ. Rồi đúng rồi, với lại hao ga lắm á cô. Ừ. Mấy giờ thì cô đã quay bột? Chiều quay. À, chiều chỉ xe bột rồi. Chiều quay sớm. Ừ. Chiều xay rồi dằn khô lại rồi bắt đầu mình làm. Bây giờ mình chuẩn bị mình dọn dụng cụ vô hả cô? Đó giờ đi đặng chị. Nếu như có một điều ước muốn thì cô Ánh có ước muốn gì không? Là ước muốn sao? Ước muốn đó. Thấy gì là cũng hạnh phúc hay cô? Ừ. Không cần ước muốn thêm phải không? Đúng rồi. Mỗi một tô bánh canh là cô Ánh bán là từ là 10.000. 10.000. Trước đây thì cô bán giá rẻ hơn đúng không? Đúng rồi, giá rẻ ghê. Trước đó đây 5 cô bán 5.000. 5.000 à?
thánh đổ bếp sắc bánh canh. Mai mốt chắc có thể cô Ánh ra nước ngoài sắc bánh canh cho Việt Kiều ăn luôn á, hết dịch á. Có mấy chị bên Úc rồi này kia. Điện về luôn. Điện về anh nói chuyện hoài. Chị ruột mình hay là quen? Như coi trên mạng vậy nè. Dạ. Coi trên mạng rồi điện. Mấy chị nói hay quá hay. Hay quá hay. Ôi, chắc có lẽ là về ăn uống bánh canh thì Bùi Hồ sẽ quay ở trên cái kênh Miền Sâu Nước Channel. Còn cái kênh này Bùi Hồ quay về cái tài độc lạ của cô Ánh. Sau nhiều hành trình khám phá cũng như là nhiều hành trình trải nghiệm tìm những cái vấn đề độc lạ trong cuộc sống, những cái hoàn cảnh khó khăn, thì Bùi Hồ có nhận thấy như thế này cô bác quý anh chị. Khi mà một người nào nó sống bằng một cái nghề, bằng một cái tình yêu thương, và họ sống hết mình với cái nghề đó, với cái lòng đam mê của mình, thì bảo đảm chắc chắn sẽ thành công. Và một ngày nổi tiếng sẽ không xa cô Ánh ha. Rồi xong chưa cô? Dạ. Rồi bây giờ mấy giờ cô dọn ra? 9 giờ hả? Ờ còn nấu nữa. Nấu gì nữa cô? Còn nấu nước súp hả? Nước rồi nè. Súp nhựa nữa. Súp cô chưa nấu hả? Chưa. Vậy là chắc khoảng 9 giờ thì con quay lại ăn bánh canh của cô. Dạ. Rồi cô Ánh chào mọi người một cái đi. Chào mọi người. Chạy sao chào cô bác chứ chào không? Chào cô bác. Dạ rồi. Chào cô bác. Nếu như muốn học bánh canh cô có truyền không? Nhưng mà ở xa thì truyền. Ở xa thì truyền, ở gần mất nghề sao? Đúng rồi đó, ở gần là không truyền. Ở gần là không truyền. Đồng Tháp qua An Giang truyền không? Truyền. Truyền. Con cô truyền không? Truyền. Truyền. Ở xa là lại là truyền. Dạ. Cô vẫn muốn truyền cái truyền lửa nghề bánh canh cho mình để có người duy truyền để có người nói tiếp. Nhưng mà chén cơm của mình truyền người ta bán hơn mình thì sao ha? Đúng rồi, đúng rồi. Không phải là mình ích kỷ, nhưng mà đây là một cái nghề của mình. Dạ. Thôi chào cô Ánh, chúc cô Ánh mãi mãi xinh đẹp như thế này. Dạ. Và có sức khỏe, có nhiệt huyết yêu nghề làm bánh canh. Và chúc cô Ánh càng ngày càng bán đắt hơn sau những video clip này. Và đặc biệt có cơ hội cô Ánh cùng chỗ tài vào đây là để mà có được cái ngày hôm nay thì cả phấn đấu gần 30 năm trời mới xác được như vậy. Thôi chào con. Rồi chào cô bác quý anh chị, hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau nha.